kẹt lại trên đất. Cảnh tượng hãi hùng nhìn giống như người đang sống mà bị hãm trong địa ngục, cắt chém hay lửa thiêu, thảm đến mắt chẳng nỡ nhìn. Mấy ngàn hộ dân trong thành tử nạn gần hết, sống sót rất ít. Trong đây có hai tiệm vàng, tiệm vàng xương của họ Triệu và tiệm trạm nhiên của họ Dương. Khi lửa cháy đến nhà hai gia đình này thì liền tự tắt. Chỗ họ ở cũng không hề bị địa chấn. Mỗi hộ này chỉ có mấy mươi người, nhưng thảy đều bình an vô sự. Nguyên do là hai dòng họ này đời đời ăn trường chay, lại hay làm phước bố thí nên mới chiêu cảm được quả lành hy hữu như vậy. Ai biết đến chuyện họ cũng đều xúc động. Đã là Phật tử thì quý vị phải thấu suốt lý nhân quả khó nghĩ khó lường này và tin sâu công nghi. Nếu tin sâu nhân quả thì quý vị sẽ tự nguyện hành thiện, trì giới, trường chay và không còn dám sát sinh. Hòa thượng Hư Vân: Con cá ngát. Tôi sinh năm 1982. Ngay từ thời bé tí, tôi rất có hứng thú đối với Phật Pháp. Mười mấy tuổi thì bắt đầu tiếp xúc Phật giáo. Lúc xem Lục Tổ Đàn Kinh thấy dễ hiểu, đối với kinh văn rất ưa thích. Nhưng bản thân nghiệp chướng còn sâu nặng nên tôi chưa thực sự tu trì. Bởi dù có xem sách, kinh, tôi chỉ hiểu cạn cợt bên ngoài. Mãi đến năm 2009, tôi có duyên lành gặp Thầy Tịnh Không, nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, và cánh cửa lớn về con đường sinh mệnh mới bỗng đại khai trước mắt tôi. Lúc đó tôi tập tu niệm Phật, nhưng phát tâm chưa đủ mạnh, trì niệm không liên tục và hay gián đoạn, tâm tiến thủ không tăng. Mãi đến sau khi trải qua kinh nghiệm báo ứng rồi, tôi mới thực sự thay đổi cái đường tu. Mùa đông năm 2009, tôi theo chú đến Thẩm Quyến tạm trú. Chú rất ưa câu cá. Một chiều nọ, chú câu trong hồ được con cá ngát nặng 8 kg. Đem về nhà, tôi hớn hở ra tay giết nó. Thật xấu hổ vì tôi quá ngu si. Khi tôi đập đầu nó liên tục 7-8 cái, nó giãy giụa rất dữ. Lúc đó trong lòng tôi niệm sân bừng bừng khởi, muốn trừng trị nó cho hả giận nên thẳng tay xuống đao. 3 ngày sau, tối đó tôi nằm ngủ đang mơ màng thì bỗng cảm giác như có một đôi tay to lớn không ngừng đấm nện véo ngắt tôi, còn dùng thân thể quái dị cực nặng của nó đè lên tôi. Trong lòng tôi rất sợ nhưng không biết làm sao. Tôi vội niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Tôi niệm mãi không dám nghĩ gì khác. Khoảng 10 phút trôi qua thì thấy bên ngoài cửa sổ phía trước tôi xuất hiện ánh bạch quang. Dần sáng này không chói mắt, ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Lòng trở nên an tĩnh và từ dung Đức Phật hiện ra, trang nghiêm vô tả. Trước Phật còn hiện ra một ao nước, bên trong có rất nhiều hoa sen mỹ lệ vô cùng. Ngay giây phút đó, tất cả hoảng sợ trong lòng tôi đều tan biến. Trải qua kinh nghiệm này rồi, tôi hiểu rõ nhân quả có thực không dối. Nếu không nhờ Phật Bồ Tát cứu, ác tôi đã gặp rắc rối lớn. Thế là tôi dũng mãnh sám hối, hành vi sát sinh, tụng kinh hồi hướng cho những chúng sinh bị mình giết. Qua kinh nghiệm này, tôi tin Phật Bồ Tát luôn ở bên chúng ta, lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp. Chỉ cần ta nhất tâm tu hành, niệm danh Ngài miên mật thì cảm ứng sẽ phát sinh, sẽ được quy lực của Ngài gia trì che chở. Kể từ đó, tôi phát khởi tín tâm kiên cố đối với Phật Pháp. Lý Nam: Những điều phái nữ cần biết. Bài thuyết giảng của bác sĩ Bành Hâm. Hôm nay trong hội trường này, tuy quý ông hiện diện tới 80%, nhưng tôi vẫn xin giảng về những điều cần tránh, cực kỳ quan trọng dành cho phái nữ. Bởi vì đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến sức khỏe,
và vấn đề sống còn của các cô. Tôi muốn các cô hiểu rõ để tự bảo vệ tốt cho mình, không vì mù mờ, ngây thơ mà tự làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác, vô tình thành tự hủy hoại mình mà không hay. Quý vị đừng tưởng là chỉ có nam giới phóng túng tình dục mới bị tổn thương tinh thần lẫn sức khỏe, mà cả nữ giới cũng vậy. Hôm nay tôi xin liệt kê những điều nguy hại để hai phái nam nữ cùng biết mà tự bảo vệ tốt cho mình. 1. Không nên thủ dâm. Xin cảnh báo với tất cả, đây là mối nguy hại đầu tiên. Bởi hành vi tự thỏa dục, ngoài việc làm tổn thương thận, còn gây hại trực tiếp đến dáng vẻ bên ngoài, nhất là đối với nữ nhân, đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan. Tôi đã chẩn trị lâm sàng cho nhiều cô. Ngay lúc đó, do quá xấu hổ nên họ không dám thổ lộ gì. Nhưng sau khi về nhà, họ đã viết thư cho tôi, thú nhận rằng từ thuở còn rất nhỏ, do sớm tiếp xúc với văn hóa đồi quỵ và phim ảnh xếp, nên họ đã nhiễm nặng thói xấu này. Quý vị có biết kết quả tai hại của việc tự thỏa dục sẽ biểu hiện ra ngoài như thế nào không? Đầu tiên là tóc trên đầu sẽ bị rụng từng nhúm, mặt nổi đầy mụn độc, mọc nhiều nhất ở quanh cằm vì vùng này biểu trưng cho thận. Đối với bản thân, đương sự luôn thiếu tự tin, dễ bị đả kích. Do thần khí không đủ nên nhan sắc u ám. Còn một biểu hiện xấu khác nữa là sắc mặt đương sự luôn tái mét, kể từ ấn đường đến vùng quanh miệng luôn bị nhợt nhạt, mét vàng. Một khi xuất hiện những biểu hiện trên, chứng tỏ nữ nhân đã bị suy thận. Nếu bạn cho rằng tôi nói sai, vì bạn là mỹ nữ và vẫn thấy mình hãy còn rất đẹp. Nhưng tôi khẳng định, hành vi tự thỏa dục đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan và phước tướng. Nếu bạn không tự thỏa dục, bạn sẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Nhan sắc bạn sẽ rất trong sáng, thanh khiết. Chúng ta sống, quan trọng nhất là tâm ý. Nhưng các cô không chú trọng giữ tâm ý thanh khiết mà chỉ lưu tâm đến dung mạo. Song chẳng hề biết rằng hành vi tự thỏa dục ngoài việc làm hại thể xác còn gây tổn thương sâu sắc đến tinh thần. Đây là điều cảnh báo thứ nhất. 2. Không nên phá thai. Tôi đã chứng kiến gặp qua nhiều cô phá thai dẫn đến phát sinh bệnh phụ khoa rất nhiều. Đa số các cô tuổi từ 25 đến 35, vào thập niên 1970 đến 1980 là thời điểm tệ trạng phá thai này phát ồ ạt tập thể. Khi các cô đến chỗ tôi khám bệnh phụ khoa thì hết 80% đều có bề dày lịch sử phá thai. Hơn nữa, những bệnh phụ khoa liên can đến phá thai phải nói là vô cùng khó. Hiện nay y học cũng cho rằng hễ nữ nhân phá thai một lần thì sẽ hạ thấp 25% khả năng sinh dưỡng. Suy ra, nếu phá thai 4 lần thì năng lực này hạ thấp đến tận cùng. Cho nên quý vị hãy quan sát, thử nhìn chung quanh xem. Hiện nay đa số các cô mang thai thường bị các chứng sảy thai, đẻ non, thai chết trong bụng. Phải biết nguyên nhân là do đâu. Thực ra do bản thân các cô trước đây đã sống quá vô trách nhiệm, không biết trân quý mạng sống và sức khỏe mình. Do đã có tiền sử phá thai nên về sau các cô rất dễ mắc các bệnh, mất khả năng sinh dưỡng. Như tôi vừa liệt kê ra, phải gọi là bệnh vì dù các cô có thể mang thai nhưng rất khó sinh, khó dưỡng, là do phá thai dẫn đến tổn thương sức khỏe chịu lấy hậu quả này. 3. Không nên ăn mặc hở hang, áo hai vai. Đây là điều cần tránh. Hiện nay đa số các cô vì muốn mình trở nên quyến rũ và hấp dẫn trước nam nhân nên rất ưa ăn mặc hở hang. Có người ăn giận hầu như khoe hết thân thể ra ngoài. Đa số các cô thích mặc áo hai vai hoặc thiếu y phục nào mà có thể khoe lưng, eo, hông, bụng, rốn, đùi, vân vân ra ngoài. Cho dù mặc áo hay quần,
các cô vẫn luôn khoái cho hở trúng, hở eo. Nhưng các cô hoàn toàn không biết rằng sau lưng và vùng bụng eo hông có rất nhiều yếu huyệt quan trọng. Nếu mặc hở như thế là vô tình phơi hết các yếu huyệt ra ngoài. Và mùa đông, có cô còn mặc váy ngắn, quần ngắn, phơi đùi ra ngoài. Cho dù là có mang vớ dày đi nữa thì vẫn khiến toàn bộ đôi chân bị phơi ra đón gió lạnh. Đây gọi là chịu giá rét để khoe nét mỹ lệ, có phải không? Tôi thấy có nữ diễn viên nọ khi vào dự hội lãnh giải thưởng phim, cô mặc rất hở hang, xem như từ đầu đến lưng và toàn bộ phần vai, ngực đều phơi hết ra ngoài. Nhưng cô lại ngồi dưới hướng máy lạnh phả tới, khiến cô hắt xì liên tục. Để bất lạnh, cô phải đưa tay ôm vai, thu mình co ro. Ta hãy xem, trong khi quý ông thể lực mạnh hơn, cũng đồng một cảnh trạng này, nhưng họ lại ăn dần kín đáo, khoác âu phục sang trọng đến hai ba lớp, nên bản thân họ đã an toàn, lại càng khỏe thêm. Còn cô nữ diễn viên này đang cố phô nét đẹp của mình trong giá lạnh. Hiện tại trong cô không thoải mái chút nào, mà cô cũng không biết mình mặc như vậy rất có hại cho sức khỏe. Sau này các cô sẽ bị các chứng bệnh như tôi đã liệt kê. Các cô không hề biết ăn dần hở hang như vậy là tự làm tổn thương thân thể mình rất nghiêm trọng. Sở dĩ các cô ăn mặc như thế là vì muốn hấp dẫn người khác phái, muốn khoe hết nét kiều diễm ra. Cô nào muốn tỏa sức thu hút khiêu gợi, ưa khoe body thì thường dùng phương thức này để thể hiện. Nhưng các cô không hề biết rằng ăn mặc hở hang, lộ thể như thế đã vô tình khiến thân mình bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. Vì sao tôi khẳng định như vậy? Tôi xin cảnh báo, với tư cách là một bác sĩ đã dày dặn kinh nghiệm chẩn khám, có quá trình trị bệnh lâu năm cho quý cô, chứ không phải với tư cách của một người khó tính, ưa bắt bẻ, tùy tiện nói bừa vô căn cứ. Đã có một cô gái hỏi tôi, không hiểu sao tôi rất dễ bị cảm ho. Có phải trước đây cô ưa mặc áo hở lưng? Đúng thế, tôi rất hay mặc kiểu y phục này. Cô mặc vào thời tiết nào? Thường là vào mùa hạ. Phải biết, vào mùa hạ nơi thân thể người dương khí hay bị phát tán ra ngoài. Do thân toát mồ hôi nên lỗ chân lông nở to. Lúc đó cô lại mặc y phục hở hang, vì tưởng rằng vào mùa hè oi bức sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cô quên rằng hiện đã trong nhà đa số chuyên xài máy lạnh. Một khi cô bước vào phòng lạnh thì hàn khí kia sẽ xông thẳng vào người cô. Nó xâm nhập bắt đầu từ đâu? Từ huyệt đại chùy sau lưng cô. Đại tức là đại trong lớn nhỏ, chùy là dùi của mũi khoan. Khí lạnh sẽ vào từ cửa huyệt đại chùy, đi thẳng vào nội thể cô, trực tiếp gây tổn thương phổi, phế khí. Một người mà phế khí không đủ, tương lai sẽ bị trăm bệnh phát sinh, dẫn đến dễ cảm. Đây là điểm nguy hại đầu tiên do mặc y phục kiểu hai dây hở ngực gây tổn thương thân thể. Còn điểm nguy hại kế nữa là mặc hở rốn. Đạo quy chúng ta luôn cho rằng dùng dưới rốn đan điền là nơi quý báu. Nếu mà mặc hở, khoe hai đại huyệt này ra ngoài, chưa kể phía sau lưng còn có huyệt mệnh môn cũng bị phơi ra, rất có hại. Vậy có hại như thế nào? Chính là khó mang thai, khó sinh, khó dưỡng, gọi là hội chứng tử cung bị lạnh. Chúng ta đều biết tử cung là nơi thai nhi trú ẩn. Khi hài nhi ở trong thai mẹ, nơi trú ngụ được xem như là cung điện của bé. Nếu phòng ở bị lạnh ẩm thì hài nhi trụ ở đó rất khó khăn, khó tồn tại. Do các cô khoái để hở các vùng bụng, rốn, eo, lưng nên đã vô tình làm cho tử cung bị lạnh, sau này sẽ xuất hiện chứng thai chết trong bụng. Đó là lý do vì sao ngày nay thấy có nhiều cô mang thai 3-4 tháng, thậm chí được sau 7 tháng đi nữa vẫn hay gặp cảnh sảy thai đẻ non. Tại sao như vậy? Vì tử khí, hàn khí
tích tụ trong thân chất vô quá nặng, gây trệ huyết, nghẽn mạch mà thành ra như thế. Thêm một điều nữa, kiểu y phục khoe đùi, khoe chân ra ngoài, vô tình hướng khí lạnh thổi tới, khiến kinh mạch động bế bị nghẽn. Quan trọng nhất là hai kinh gan thận bị bế, mà gan thận của phụ nữ chủ về bào cung. Một khi hai kinh mạch này bị bế, thì tương lai các cô sẽ mắc các bệnh phụ khoa như tử cung sinh bướu, bụng bị viêm. Còn một chứng trạng nữa, đó là bệnh gì? Xin thưa, chính là trong tương lai, khi các cô quá 45 tuổi sẽ bị bệnh phong thấp. Vào năm 2003, tôi giữ nhiệm vụ đón tiếp và phiên dịch, giảng dạy cho một nhóm người Âu qua đây xin tìm hiểu khoa châm cứu ở nước ta. Sau khi họ quan sát các cụ già nơi đây xong, ông trưởng đoàn ngạc nhiên phát biểu: ở nước chúng tôi, đa số những người già trên 80 tuổi đều phải ngồi xe đẩy. Nhưng không ngờ nơi đây có rất nhiều người già không cần xe đẩy mà lại đi đứng hoạt động vô cùng mạnh khỏe. Vì sao quý vị biết không? Bởi những văn hóa tuyên dương sự kính đáo, cẩn trọng lễ nghi mà tổ tiên lưu truyền để lại cho chúng ta, thảy đều là tinh hoa quý báu. Nếu ta biết tôn trọng, hành theo lời giáo huấn vàng ngọc này, thì thân thể sẽ tự nhiên khang kiện. Riêng các nước Tây Phương, phần đông phụ nữ rất ưa mặc kiểu khoe chân, sao sẽ bị gió lạnh xâm nhập, khiến quá tuổi 45 họ sẽ đi đứng khó khăn, không còn nhanh nhẹn, dễ bị các chứng phong thấp hoặc những bệnh tương tự. 4. Không nên phóng túng tình dục. Điểm nguy hại cuối cùng tôi muốn nhắc nhở các cô là không nên phóng túng tình dục, lạm tình, sẽ gây tổn thương tinh lực. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, nếu các cô phóng túng tình dục, nghĩa là một phụ nữ và quan hệ với quá nhiều bạn tình, chuyện này đối với bản thân các cô chính là hành vi tự sát, tự hủy hoại bản thân mình. Vì cổ nhân có câu: tam tinh thành nhất độc, chuyên tổn bất khiết nữ, là hàm ý gì? Có nghĩa là tinh dịch của ba nam nhân hợp lại sẽ biến thành một chất kịch độc, gây tổn hại cho những cô bất khiết hay quan hệ nam nữ bừa bộn. Thế thì mức độ tổn thương ra sao và nặng như thế nào? Các cô sẽ mắc một loại bệnh mà thời cổ đại gọi là sản hồi độc, còn nói theo hiện tại thì là bướu cổ tử cung. Điều này hiện nay khoa học cũng đã chứng minh. Tại nước Mỹ, các bác sĩ sau khi đi chẩn khám nơi một nhà giam nọ, bất ngờ phát hiện các cô gái hành nghề mại dâm bị chứng bướu tử cung bệnh này cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ bình thường. Phần tôi, lúc theo học y khoa và đang thực tập tại bệnh viện, hồi đó bên cạnh y viện là chỗ các cái điếm tụ tập, bọn họ thường vào khám bệnh phụ khoa. Tôi kinh ngạc khi thấy các cô hết 80% đều mắc chứng bệnh này. Cổ tử cung đều bị thối rữa cả. Bệnh phát tiếp theo chứng thối rữa cổ tử cung chính là tử cung bị bướu, biến chứng phi thường lớn. Sau bao năm làm trong ngành y, tôi dám khẳng định những người hành nghề mại dâm bị vướng các bệnh nguy hại kia quả thực nhiều vô kể. Điều này đã chứng minh lời cảnh báo của cổ thánh tiên hiền là chân thực. Nếu các cô bất tuân hoặc gì không biết mà cứ sống buông thả, phóng túng tình dục, thì chính là đang tự hủy hoại mình, tự chiêu mời anh kỹ rước vào những căn bệnh khủng khiếp. Tôi chỉ cảnh cáo thôi, vì nếu tôi biết mà không chịu nói ra thì rất là có lỗi. Nhưng tin hay không, có chịu bảo vệ và yêu quý thân mình hay không, đó là phần của quý vị. Anh kỹ sư kiến trúc. Có một kỹ sư kiến trúc tuổi trẻ giàu sang, rất thành đạt, mạnh khỏe, quanh năm lui tới Giang Tô dựng các công trình đại thiết kế. Tuổi còn trẻ mà giàu kết xù nên vô cùng đắc ý. Ông tha hồ phóng túng tình dục, tận hưởng quan lạc.
Đến năm 45 tuổi thì phát bệnh. Khi đi khám mới hay là bướu phổi thời kỳ cuối. Sau đó anh tìm đến với Phật giáo, xuất ra 25 vàng, ấn tống cuốn Nhân Quả Phù Giải Lương Hoàng Sáng của Quả Khanh, còn bỏ ra khoản tiền cực lớn tu sửa niệm Phật đường. Xây dựng xong thì giao cho tín chúng tại đây niệm Phật, không hề thu phí một xu. Tín chúng vùng này vì vậy rất mang ơn ông. Nhưng bệnh nặng của ông là không có biến chuyển gì tốt. Sau nhân duyên hội đủ, nhờ một cư sĩ vùng này giới thiệu, ông được gặp cư sĩ Quả Khanh. Ở trước mặt Quả Khanh, ông khóc to, thống thiết sám hối, kể ra bao ác nghiệp của mình, nào là trốn thuế, lấn chiếm tiền tài trên lẫn dưới, thậm chí còn phóng túng tà dâm đủ kiểu. Do giàu có nên ông tìm ăn đủ thứ sơn hào hải vị, không gì mà chưa từng nếm qua. Thậm chí cả thai non, thai hư, ông cũng chế thành mỹ vị mà thưởng thức. Quả Khanh nhắc ông, muốn sám hối phát lộ thì nhất định phải sám cho đạt được thanh tịnh. Bắt buộc phải thông báo ác hạnh mình làm khắp thiên địa để cảnh tỉnh thế nhân. Bản thân phải phát thệ, quyết không phạm lại nữa. Nếu làm được vậy, tội ác mới tiêu trừ, bệnh ông nhất định sẽ chuyển tốt. Bởi thế mới có câu, tội lỗi đầy trời sám hối liền tiêu. Nghe Quả Khanh khai thị xong, ông thống khổ nghẹn ngào, lập tức sám hối, khai rằng mình còn duy nhất một lỗi tà dâm vẫn chưa đoạn trừ. Sau khi ông sám hối triệt để, đạt được thanh tịnh rồi, thì chứng bệnh nặng kia không bao lâu được lành, xem như ông từ cõi tử được hồi sinh. Lúc ông đến bệnh viện kiểm tra lại, thấy chứng bướu phổi thời kỳ cuối đã tiêu tan, nhưng trong phổi vẫn còn chút nước. Nhân đây Quả Khanh khai thị cho mọi người hiểu, bệnh là tự mình gây ra nên cũng do mình trị. Nếu không chịu tu, không sửa hết mọi thói tật lỗi lầm nơi bản thân, thì dù có gặp Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vô ích. Quả Khanh nói, con người ta có ba căn bệnh là tham, sân, si. Phương pháp trị rất đơn giản, phải dùng giới định huệ chữa trị. Trong bộ sách Báo Ứng Hiện Đời toàn kể những câu chuyện có thực do Quả Khanh đích thân trải qua, chứng kiến. Khi tường thuật chỉ đổi tên người và địa danh. Thực ra chuyện gặp Hòa Thượng Diệu Pháp không phải xảy ra ở Ngũ Đại Sơn, đó cũng chỉ là địa danh tạm đặt. Không ngờ sau này bị nhiều người mạo nhận giả xưng là Hòa Thượng Diệu Pháp và đi khắp nơi lường gạt. Họ còn đem ảnh mình in lên sách, quảng bá lưu truyền và mạnh dạn tuyên bố rằng ai muốn gặp Hòa Thượng Diệu Pháp một lần thì phải nộp một vàng. Vì vậy xin khuyên mọi người không nên lên Ngũ Đại Sơn tìm Hòa Thượng Diệu Pháp nữa, bởi Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ là tên tạm đặt. Có lần ngài Quả Khanh đang giảng pháp, bỗng có một ông tiến đến hỏi, ngài là Dương giáo sư, con đọc xong câu chuyện Trong Xưởng Có Gì Nhà Tôi Có Đó của ngài, cảm thấy tình cảnh mình cũng giống như vậy, bèn làm y theo và bệnh lưng nhiều năm của con đã được lành. Nay mạo muội tìm đến để cảm ơn ngài. Một người không biết gì về Phật thử đến nghe Quả Khanh giảng kinh Địa Tạng, trong lúc đang dự thính bỗng cảm giác có luồng nhiệt lượng chạy khắp người khiến toàn thân tê rần. Nghe xong họ đi về nhà thì phát hiện chứng bệnh đi cập khiển của mình đã lành. Tu hành là tu nơi tâm, không cần phô trương hình thức bên ngoài, cũng không nên hướng ngoại tìm cầu. Phải nhớ rõ, không làm các điều ác, dân làm các điều lành. Tự tịnh thân khẩu ý mới là làm đúng theo lời chư Phật dạy. Bạn không nên ăn thịt loài vật, nếu ăn bạn sẽ bị bệnh rất khó khăn. Cho dù bạn không lễ Phật dâng hương, không có tượng Phật, nhưng tâm bạn hoàn toàn chuyển tốt thì bệnh gì cũng lành. Bàn về giao tế ăn mặc, buổi giảng ở Huệ Châu của Quả Khanh.
Tu hành là phải tu nơi tâm, không phải chỉ tu ở hành vi thôi. Nếu hành vi tốt mà tâm nghĩ loạn, nghĩ sằng, thì cách tu này không có tác dụng. Thời xưa, nam nữ thù thù bất thân, không thể ôm nhau. Nếu thân mật lắm thì chỉ có thể nắm tay. Gặp nhau nếu có ái mộ thì chỉ nghĩ người này sao mà xinh đẹp thế. Vì luân lý ngày xưa luôn vậy, nam nữ hữu biệt, không cho phép hành xử buông thả. Thời nay thì thế nào? Bạn thấy ngay trên truyền hình, giới nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, còn tự cho như vậy là thật tuyệt. Đây gọi là không biết xấu hổ. Còn bởi sự ăn dần hở hang như thế là khơi gợi lòng dâm, xúi người khởi dục phạm tội. Cho nên bạn phạm tội lớn và xuống địa ngục rất điên đảo. Còn nữa, nữ vốn để tóc dài, nam để tóc ngắn. Nhưng bạn xem hiện tại đi, nam nhân để tóc dài uốn, ép, sấy hay cột đuôi thắt biếng. Còn con gái thì để tóc như con trai. Mấy ông lại mặc y phục qua, nữ mặc màu xám, đen. Hiện tại đa số như thế ngược ngạo cả. Thời nay nam nữ mặc y phục rất lạ. Con gái mặc hở rốn, hở bụng, tỉnh bơ đi ngoài đường. Có lúc còn không mặc quần, rất là điên đảo. Mặc hở hang khiêu gợi như vậy có phải là để nam nhân nhìn thấy ta thì đào rực, phát cuồng, bùng khởi ham muốn tình dục? Bạn có biết làm vậy là mình đang phạm tội chăng? Bạn có biết ăn mặc vậy sẽ khiến bao nam nhân khởi dục vọng tà niệm? Phạm tội là do bạn khiêu gợi tạo thành. Bạn cũng góp phần suối bẫy. Việc phạm tội bạn có biết không? Lúc nghe tôi thuyết giảng, các cô gái ngồi dưới đài đều lộ vẻ xấu hổ. Bởi các cô thuộc con nhà rất giàu, ai cũng ăn mặc đẹp. Đa số còn mặc hở ngực, hở lưng, thậm chí khoe cả bụng rốn ra ngay trước Phật được. Nhưng các cô gái này vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe tôi giảng. Cuối cùng tôi hỏi họ: quý vị biết động vật và người khác nhau chỗ nào không? Dạ có. Tôi hỏi: khác nhau thế nào? Các cô đáp: động vật không biết xấu hổ, còn con người biết xấu hổ. Đúng vậy, động vật mà luyến ái thì con đực đuổi theo cái, bộc lộ dục vọng thẳng thừng. Còn loài người chúng ta thì biết e lệ giữ gìn. Bạn xem, chúng ta hiện nay cư xử dạng dĩ giống như động vật. Theo quan điểm đúng đắn thì phải là con gái luôn biết giữ thân, ăn dần kín đáo, khéo tự bảo hộ mình, không nên khiêu gợi, làm người phát sinh tà niệm. Vì nếu gặp kẻ không tự khống chế được thì họ sẽ xâm hại. Đáng tiếc là thời nay phái nữ ăn mặc càng lúc càng mỏng, ngắn, thiếu giải thậm tệ. Đến nỗi dù đi trên đường lộ hay lái xe vào công sở, nhìn đâu cũng thấy. Buổi sáng các cô nghe tôi giảng rồi thì chiều đó khi đến, tất cả các cô đều thay đổi y phục kín đáo, lịch sự, trang nghiêm. Như vậy đủ chứng minh con cháu chúng ta vốn rất ngoan, chỉ vì không được ai chỉ dạy cho thôi. Bạn chỉ cần chịu khó giải thích thì con cháu mình sẽ hiểu và không thèm ăn mặc lố lăng nữa. Giữ giới là tuân thủ, hành những điều tốt cho ta lẫn người khác. Nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều hành đúng pháp, tất nhiên hợp đạo, ắt cuộc sống sẽ được thuận lợi. Ai sống thất đạo vô đức, tất nhiên phúc chẳng đến cửa. Tuy rằng chúng ta đang sống đây, nhưng thực sự ai cũng phải chết. Song bạn đâu biết lúc nào mình chết và sẽ chết như thế nào. Vì vậy mà sau khi nghe giảng, hiểu pháp rồi thì ráng tranh thủ tu hành. Như thế thì một khi cái chết đến, bạn sẽ không bị rơi vào cõi xấu. Hiện tại, dù bạn có tiền, có quyền thế, cũng đừng cho rằng mình luôn có kết quả tốt. Bởi cho dù bạn tốt tính thì cũng không chắc chắn chi. Nếu trong quá khứ bạn từng sát sinh, ăn thịt, tạo rất nhiều nghiệp xấu, hãy tự kiểm xem bạn đã sám hối chưa. Lương Hoàng Sám là bộ sám văn rất hay, rất hữu hiệu. Tôi mong mọi người hãy nương theo sự hướng dẫn trong đây, siêng năng sám hối.
Trong Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối, Phật Thích Ca có nói: thời mạt pháp dâm tâm hừng thịnh, mọi người đều súng nhau quảng bá dâm dục, ngày ngày tán dương dâm. Bạn xem có phải là thời này chăng? Hiện nay ở đâu cũng thấy quảng cáo, từ ngoài đường, phố xá đến báo đài, truyền hình, gì cũng quảng cáo. Nhưng người quảng cáo thường ăn mặc rất hở hang. Hôm kia đi trên đường, tôi đang chờ đèn đỏ thì thấy bốn cô gái bên cạnh mặc y phục hở cả lưng eo. Mốt bây giờ là mặc hở rốn, hở eo, phơi hết bụng ra. Quần hay váy gì cũng cực ngắn, còn mặc tụt xuống thật thấp. Không phải kiểu ăn mặc ít dạ như thế chỉ có tại địa phương này mà khắp nơi. Đa số các vị mặc như muốn phơi thân hết ra ngoài, y phục càng lúc càng mỏng, ngắn cực kỳ. Người thời nay quá chú trọng chuyện phòng the, còn ca ngợi hướng dẫn chỉ bài dâm tà, thậm chí khuyến khích cả việc thủ dâm và cho đó là bình thường vô hạn. Làm vậy tương lai đều sẽ xuống địa ngục. Vì thế người tu phải thanh tâm quả dục, dốc sức đoạn trừ dâm dục. Vì chúng ta là phàm phu nên vẫn còn dâm tâm, nhưng phải lo khử trừ vọng niệm này. Quý vị có thể làm được chăng? Nhiều độc giả xem sách tôi, họ chỉ là những cặp vợ chồng trẻ độ khoảng 20-30 tuổi, đã có con viên mãn, sau hiện nay đều rất thích tu và quyết tâm đoạn dục. Đa số người thời nay ưa săn lùng thuốc tráng dương, cường âm, vì họ muốn làm tân đương tân lang mỗi ngày, nên súng nhau lo kiếm thuốc săn ngực, chắc chân, bổ chỗ này, bổ chỗ kia. Nữ nhân thì khoái ăn diện hở hang đến mức muốn nam nhân nhìn các cô là khởi dục. Bạn có biết làm vậy là tạo nghiệp ác, sẽ chiêu khổ báo đến cho bản thân mình hay không? Lần này khi đến phi trường Thượng Hải chuẩn bị lên phi cơ, tôi nhìn thấy tấm hình cô gái quảng cáo trên vách một tòa lầu. Hình cô được phóng to, lớn hơn nhiều so với người thật. Đó là một cô gái tóc vàng mặc bikini. Các ông vừa nhìn thì mắt liền dán chặt vào thân thể cô, chẳng muốn bước đi. Họ đều nghĩ, chà, sao mà bốc lửa bắt mắt quá. Đúng là cô gái này trời cho body đẹp. Tôi vừa nhìn thì cảm giác đầu tiên là cô ta rất đẹp. Nhưng cảm giác tiếp theo là tôi thấy rõ mồn một, cô hiện đang mắc bệnh phụ khoa rất nặng. Nghĩa là sao đây? Bởi vì rất nhiều nam nhân vừa nhìn thấy cô thể đều dừng chân ngó chăm chăm. Thân thể cô quả như mỹ lệ và quyến rũ. Tại phía trường này ngày nào cũng có đông người đến đây. Các ông vừa nhìn cô thì đa số đều khởi ý nghĩ sằng bậy, dục phát ào ào, bởi cô ăn giận quá hở hang kêu gợi. Chưa hết, sau khi các nam nhân này về đến nhà rồi thì trong óc họ luôn tơ tưởng đến hình dáng bốc lửa của cô, kèm theo là ý tà dâm mãnh liệt. Như vậy rất không tốt. Tôi quan sát tiếp, thấy rõ cô gái này vẫn chưa chết, nhưng hiện đang nằm liệt trên giường không thể cử động, bởi cô bị bệnh phụ khoa quá nặng. Có lẽ cô sống cũng không làm việc gì bậy, lỗi, chỉ có chụp quảng cáo thôi. Nhưng chính vì cô mặc hai mảnh quảng cáo như thế, vô tình làm hại vô lượng vô biên người, cô đã phạm lỗi, âm thầm gợi dục, kích khởi dâm tâm người bộc phát. Vì vậy, các cô tuyệt đối không nên ăn mặc hở hang. Bạn muốn hở hang để lộ hàng, khoe thân, thì chính là đang kêu gợi lòng dâm. Mà kích thích là một người sinh tâm dâm thôi thì tội đã vô biên rồi. Chúng ta hiện tại đều ca ngợi tình ái yêu đương, nhiều tình lắm dục để làm chi? Bạn muốn nam nhân nhìn bạn phải nổi dục phát tình ư? Như vậy là muốn khơi gợi dâm tâm của người khác giới. Đấy chính là tội lỗi của bạn. Đối với bản thân bạn rất có hại, vì tội này do bạn tạo ra. Giống như cô gái trong hình quảng cáo kia, cô chẳng có làm gì bậy, nhưng chính tấm hình hở hang của cô đã gợi dục, làm loạn tâm nhiều ông, thúc đẩy dâm tâm họ bùng phát,
Hiện nay ta thường thấy những hình ảnh hay các cảnh quay quảng cáo, trong đó người mẫu hở hang tận mặt. Những loại quảng cáo dạng này rất có hại và mang tội nghiêm trọng vì có ý gợi dục khơi dâm. Cho nên đã là đệ tử Phật, thực tâm muốn tu thì sát đạo dâm vọng chúng ta nhất định phải đoạn trừ. Cũng xin nhắn nhủ phái nữ, khi đến chùa nên ăn vật kín đáo, không nên hở hang. Những điều phái nam cần nên biết. Hỏi: thủ dâm có phải là tà dâm chăng? Thủ dâm mặc dù không nguy hại đến người khác nhưng cũng là một loại tà dâm. Lý do như sau: ngẩng đầu ba thước có thần linh. Người học Phật đều biết rõ điều này. Trên thân mỗi cá nhân đều có thần giám sát. Người nào sống càng chánh trực, thiện lương thì được hộ pháp Thiên Long hộ vệ càng nhiều. Được thần linh ủng hộ thì họ làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi. Mà thủ dâm là tự làm việc nhơ quế, khinh lần thần linh nghiêm trọng, lâu dần thần hộ pháp cũng lánh xa họ. Lúc này thì bệnh quái, quỷ, mị, tà khí liền bắt đầu xâm nhập vào thân thể họ. Trung y nói, thân có chánh khí, tà chẳng dám quấy phá, là rất có lý đó. Rất nhiều người sau khi nhiễm thói xấu, thủ dâm rồi, thường hay bị cảm mạo, thậm chí mũi bị viêm, vân vân. Đây là biểu hiện chánh khí không đủ, dẫn đến tà khí xâm nhập. Hỏi: thủ dâm có nguy hại gì? Thứ nhất, nguy hại của thủ dâm đối với thân thể hiển lộ rất chậm, nên đương sự tưởng là không có gì. Người trường kỳ tự thỏa dục thì lực đề kháng rất kém, dễ bị cảm, còn bị viêm mũi, viêm họng, vân vân, mãn tính. Nếu phát hiện sớm, dễ cảm hơn người chung quanh. Hơn nữa, chứng càng luôn nặng hơn người khác, thì cần phải chú ý, đây là tín hiệu dự báo tác hại của thủ dâm. Thứ hai, nếu cứ tiếp tục hành vi này, sẽ khiến nguyên khí hao tổn, phát sinh các chứng suy nhược thần kinh. Tình trạng điển hình là tinh lực không đủ, dễ mệt mỏi, đuối sức, trí nhớ suy trầm trọng. Thứ ba, nếu đến lúc này mà vẫn chưa ý thức được tầm nguy hại của thủ dâm, vẫn còn xa lầy lún sâu trong thói xấu đó, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Những tác hại biểu hiện như sau: một, thần hư nghiêm trọng dẫn đến viêm tiền liệt tuyến.